Cuộc đời của những người đeo nhiều vàng như Phúc XO trên thế giới giờ ra sao? Trên thế giới cũng có những người thích đeo nhiều vàng như Phúc XO, người đeo vàng nhất Việt Nam. Tuy nhiên, một trong số họ đã có cái kết thảm hơn. Phúc XO Trần Ngọc Phúc sinh năm 1983, được biết đến là người đàn ông giàu có với sở thích chơi vàng đặc biệt. Ngoài đeo lượng vàng lên đến 17kg trên người, Phúc XO còn mạ vàng lên xe máy, ô tô và thậm chí đúc nón bằng vàng để đội. Nhưng vào sáng hôm qua ngày 10 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đang tạm giữ người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam này để điều tra về hành vi liên quan đến ma túy. Theo đó, rạng sáng cùng ngày, hàng trăm cảnh sát hình sự đã bất ngờ ập vào quán karaoke XO Pharaoh trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an tìm thấy nhiều ma túy tại các phòng. Phúc XO cùng gần 100 người khác bị đưa lên xe về trụ sở công an để điều tra. Trên thế giới cũng có nhiều người thích đeo vàng khắp người như Phúc XO. Trong đó có doanh nhân Dastafuni, người được biết đến là người vàng ở Ấn Độ. Tuy nhiên, ông này đã có một cái kết thảm khi bị một nhóm người tấn công đến chết ngay trước mặt con trai mình. Đáng nói, cháu trai của ông Funghi nằm trong số 5 kẻ đã đánh chết ông. Trước đó, ông đã được một trong những nghi phạm mời đến một bữa tiệc sinh nhật. Doanh nhân này đã khiến nhiều người trợn mắt ngạc nhiên, mặc một chiếc áo bằng vàng 22 carat trị giá 250.000 USD với các cúc áo được làm từ pha lê Swarovski và một chiếc thắt lưng bằng vàng. Nó được quảng cáo là chiếc áo đắt nhất và bắt mắt nhất trên thế giới. Tôi muốn nổi tiếng khắp cả nước, ông Funghi thừa nhận. Chiếc áo được làm kỳ công từ 3,5 kg vàng bởi 15 người thợ kim hoàng. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ chiếc áo giáp của các vị vua Ấn Độ. Để ngăn người vàng bị xước da khi mặc chiếc áo độc nhất vô nhị này, họ đã khâu thêm một lớp lót nhung bên trong. Vì độ quý giá của chiếc áo bằng vàng, nó chỉ được ông Funghi mặc trong các dịp đặc biệt như là tiệc tùng lớn hay gặp gỡ các nhân vật quan trọng. Ông Funghi phải thuê một vệ sĩ hộ tống mình 24/24. Ông đã từng nói với các phóng viên rằng chỉ đơn giản là ông thích đeo vàng thôi. Thường ngày, ông Funghi cho biết ông hay đeo một loạt nhẫn, vòng tay và một chiếc huy chương. Thực tế, ông Funghi không xuất thân từ một gia đình giàu sang. Ông phất lên nhờ đầu tư bất động sản và sau đó trở thành người chuyên cho vay tiền. Cứ mỗi 6 đến 8 tháng khi công ty làm ăn có lãi, ông Funghi lại mua một món đồ bằng vàng. Ngoài ông Funghi, trên thế giới, đặc biệt là ở Ấn Độ, cũng có nhiều người khác thể hiện tình yêu với vàng theo cách riêng. Cụ thể, vào năm 2014, lãnh đạo của tập đoàn ô tô Tata đã biến chiếc xe Nano thông thường thành chiếc xe đắt nhất thế giới bằng cách phủ nó bằng 80kg vàng 22 carat, 15kg bạc và 10.000 viên đá quý. Vào năm 2015, một doanh nhân khác sống tại thành phố Pune, ông Sachin Keshi cũng được bọc chiếc Jaguar XF của mình bằng vàng. Chiếc xe bọc vàng này đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhưng Keshi cho biết ông làm điều này theo lời khuyên của nhà chiêm tinh học, chứ không phải để mọi người trầm trồ. Đáng chú ý, Just Another Rich Kid, một thương hiệu thời trang xa xỉ có trụ sở tại Hoa Kỳ và nhà thiết kế Tobias Wong vào năm 2005 đã ra mắt một viên thuốc chứa vàng 24 carat và có giá là 425 USD. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!